xung đột giành quyền lực tại Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Trong khi ông Lê Viết Hải cho biết sẽ tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, HBC, nhóm ông Nguyễn Công Phú khẳng định quyết định này không hợp lệ. Ngày 31 tháng 12 năm 2022, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố nghị quyết số 53 hoãn thi hành đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch và xin rút khỏi tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của ông Lê Viết Hải. Theo đó, ông Lê Viết Hải vẫn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình từ ngày 1 tháng 1. Nghị quyết cũng thông qua hoãn thi hành việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc cho ông Lê Viết Hiếu và hoãn thi hành việc bầu ông Nguyễn Công Phú vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo Nghị quyết số 51 ban hành ngày 14 tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, ngay khi thông tin này được công bố rộng rãi trên truyền thông, sáng ngày 1 tháng 1, các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập gồm ông Nguyễn Công Phú, ông Lê Quốc Duy, ông Dương Văn Hùng và ông Albert Antoine đã phát đi một thông cáo bác bỏ các động thái nói trên do cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hòa Bình, Lê Viết Hải, đơn phương thực hiện vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Ai là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Xây dựng Hòa Bình? Nhóm này cho biết với ý định hủy bỏ các quyết định tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 13 tháng 12 năm 2022. Ông Lê Viết Hải đã nhiều lần triệu tập họp hội đồng quản trị qua hình thức trực tuyến vào các ngày 29 tháng 12 năm 2022 và ngày 31 tháng 12 năm 2022, một việc làm vi phạm điều lệ tập đoàn. Trong đó vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, sau khi cuộc họp vào lúc 9 giờ không đủ điều kiện tiến hành, ông Lê Viết Hải tiếp tục triệu tập họp vào lúc 13 giờ 30 phút. Số lượng thành viên hội đồng quản trị tham dự lúc này cũng chỉ có 4 thành viên, vẫn chưa thể đủ điều kiện để tiến hành tổ chức. Theo quy định tại điều lệ hiện hành HBC thì phải có 5/8 thành viên hội đồng quản trị tham dự. Các thành viên hội đồng quản trị độc lập này cho hay đã thông báo bằng văn bản với ông Lê Viết Hải rằng họ từ chối việc triệu tập tham gia vì cuộc họp này không đúng với điều lệ tập đoàn. Theo đó, việc thông qua bất kỳ quyết định nào đều là không hợp lệ. Nhóm cũng cho biết đã thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Việt Nam SSC và các cơ quan tư pháp liên quan về tất cả động thái vi phạm quy chế, quy định của ông Lê Viết Hải trong những ngày qua, đồng thời sẽ tiếp tục có những hành động thích hợp để đảm bảo các quyết định của hội đồng quản trị trong cuộc họp ngày 13 tháng 12 năm 2022 được tuân thủ thực hiện đầy đủ và đúng pháp luật. Những thành viên này đề nghị ông Hải không được phép thực hiện bất kỳ hành động nào mang tính cản trở việc kế nhiệm của Chủ tịch hội đồng quản trị được bầu, ông Nguyễn Công Phú. Do sự điều hành yếu kém của ông Lê Viết Hải trong nhiều năm, tập đoàn giờ đối diện với muôn vàn khó khăn, trong đó có vấn đề tài chính. Việc hội đồng quản trị thông qua quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Công Phú làm người đứng đầu tập đoàn nhằm mục tiêu duy nhất, khắc phục tình trạng khó khăn và thực hiện những cải cách tất yếu để đảm bảo sự phát triển của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình trong tương lai. Vì vậy, ông Nguyễn Công Phú là chủ tịch hợp pháp của Tập đoàn Hòa Bình kể từ hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2023. Nhóm này nhấn mạnh. Ngay sau đó, ông Lê Viết Hải ký tên trong thông cáo phát đi tối ngày 1 tháng 1 dưới danh xưng Chủ tịch Hội đồng Quản trị HBC, khẳng định đã tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị đảm bảo quy định theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, từ đó công bố nghị quyết số 53 theo đúng quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, mọi thông tin, nội dung, văn bản không được ban hành chính thức từ Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và đại diện pháp luật là ông Lê Viết Hải đều không có giá trị. Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình không chịu trách nhiệm về những thông tin, nội dung mà các cá nhân, tổ chức nhân danh Hòa Bình để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, thông cáo này nêu rõ. Tình hình kinh doanh khó khăn. Thực tế, trong thông báo gửi toàn thể cán bộ nhân viên hồi cuối tháng 11, Phó Tổng Giám đốc Lê Viết Hiếu cho biết đã có rất nhiều doanh nghiệp xây dựng phải thu hẹp sản xuất, tạm ngưng hoạt động, thậm chí rơi vào tình trạng phá sản. Tập đoàn cũng không ngoại lệ khi nhiều chủ đầu tư không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng hạn, nhiều công trình phải ngưng hoạt động hoặc giãn tiến độ thi công. Đứng trước những thử thách này, tập đoàn buộc phải áp dụng những giải pháp cấp bách để tồn tại và phát triển, chúng ta phải bắt buộc thay đổi và thích ứng với hoàn cảnh, thông báo nêu rõ. Giải pháp được đồng thuận là tiết giảm chi phí đồng bộ theo lộ trình, mà theo ban lãnh đạo công ty, đầu tiên là tiết giảm chi phí nhân sự. Theo đó, từ ngày 1 tháng 12 đến ít nhất hết quý 1 năm 2023,
toàn công ty tạm ngừng áp dụng một số chế độ phúc lợi, khen thưởng, ngoại trừ phụ cấp tiền cơm trưa và bảo hiểm sức khỏe. Các nhân sự tùy cấp bậc, phòng ban cũng giảm 15-35% tỷ lệ hiệu suất công việc và các khoản phụ cấp theo lương. Riêng khối văn phòng được yêu cầu giảm tối thiểu 15% tổng tỷ lệ hiệu suất công việc và phụ cấp, mỗi phòng ban quyết định giảm tỷ lệ này trên từng người hoặc sàng lọc nhân sự, hoặc áp dụng cả hai hình thức. Còn trên công trường của các dự án đang ngưng thi công, hết việc, hết định biên nhân sự, những nhân sự trọng yếu, chủ chốt có năng lực, thái độ vượt trội được ưu tiên giữ lại, điều động, bố trí kịp thời sang các công trường, phòng ban có nhu cầu. Những nhân sự có năng lực, thái độ tốt nhưng chưa thể sắp xếp công việc hiện tại sẽ được thỏa thuận ngừng việc trong thời hạn tối đa 3 tháng. Đồng thời được tham gia đào tạo kiến thức chuyên môn, tiếng Anh. Với số nhân viên còn lại, nhà thầu lớn này sẽ chấm dứt hợp đồng lao động. Tập đoàn xây dựng Hòa Bình vừa kỷ niệm 35 năm thành lập với mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm nay lần lượt đạt 7.500 và 350 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt hơn 10.900 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi ròng giảm 16%, chỉ đạt 61 tỷ đồng. Đến hết ngày 30 tháng 9, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 18.683 tỷ đồng, tuy nhiên các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi lên đến 415 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng tăng 19% so với đầu năm, đạt gần 15.000 tỷ đồng.